Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ quay các cái thông số của con TV LG 43LG553T. Mình sẽ đo các cái thông số nguồn của nó trên board chính và trên T-com. Thì nay mai các bạn gặp phải các bạn có thể dễ dàng đo đạc. Có cái thông số để các bạn làm nhé. Đây là cái board chính của nó các bạn. Mình sẽ đo ở hai chế độ. Chế độ làm việc và chế độ tắt chờ, xem con nào làm việc và con nào không làm việc. Bây giờ mình bắt đầu mình đo các bạn nhé. Đầu tiên là mức nguồn ở dưới main dưới đây này, chế độ máy đang làm việc như các bạn nhé. Để nghiêng chất lượng video tốt nhất. Đầu tiên là chế độ máy đang làm việc như các bạn nhé. Mình đo này. Nhắc số 1 trên đỉnh này, được 1,9V này. Đấy, nhắc số 2 này, 0V này. Nhắc thứ 3 này, được 13V các bạn. Nhắc thứ 4 này, 13V. Nhắc thứ 5 này, 0V. Nhắc thứ 6 này, được 3,2V các bạn nhé. Đấy, đây là chế độ máy làm việc nhé. Bây giờ mình bắt đầu đo này. Nguồn 13V mình đi vào hai cầu chì này. Một cầu chì này, được 13V này. Cầu chì bên này cũng được 13,06V này các bạn. Đó, anh quay sao cho nhìn rõ nhất. Tiếp theo là mình tiến hành mình đo nguồn cấp cho con này nha các bạn nhé. Nguồn cấp cho con 3R3 này. Đây là cuộn dây. Bây giờ mình đo này. Được 13,03V này. Đấy. Nó vào con IC này. Con IC nhỏ nhỏ này. Và bắt đầu là dao động con qua cuộn dây này để lấy ra điện áp bên này. Điện áp ở đây được 3,3V các bạn. Quay cả kia luôn nhé. Quay cả đồng hồ cho dễ nhìn. 3,3. Rồi. Đây nguồn vào đây. Nguồn vào này là được 13V này các bạn. Đấy 13V. Rồi. Đấy đây là nguồn vào của con này. Của con IC này. Dao động bởi cuộn dây này để lấy ra điện áp ở đây. Điện áp 3V 3. Tiếp tục này. Nguồn của mình 13V này, tiếp tục này, vào đến con IC nhỏ nhỏ này các bạn. Đây. Vào con IC nhỏ nhỏ ở đây để lấy ra để ổn áp ra nguồn. Đây các bạn, 1,5V này. Điểm này của tụ này được đo 1,5V này. Đấy, còn nguồn đây của mình nó là được 3,3V. Đấy, 3,3V tiếp tục qua con IC này cấp nguồn cho con IC bên này. Đây. 3,3V. Đúng rồi. Đấy được 3,3V các bạn. 3,3V vào IC này. Vào IC này để dao động cuộn dây để lấy ra điện áp ở đây, 1V 2. 1,5V chứ các bạn. Đấy điện áp ở vị trí này được 1,5V các bạn. Vậy thì bây giờ mình kết luận được là đây là ổn áp 1,5V này. Đây là ổn áp 3V 3 này, tiếp tục này. Bên này. Phía bên này của mình có một con IC. Đấy nguồn nó đây, nguồn cấp cho nó đây, mình đo. Được 13V. Nó cứ lần lượt từng đây vào đây. 13V các bạn. Đấy. 13V. Tiếp tục nhé. Đây là 13V nuôi IC nhé. Tiếp tục là ổn ra này. Qua cuộn dây này. Ra đây. Được 1,1V này các bạn. Đấy. Tiếp theo này. Đây là 1,1 nhé. Đây là mình tiếp tục đây có một con ổn áp này các bạn. Đây ổn áp này mình đo này. Chân 1 là chân mát rồi nhé. Chân 2, chân ra, chân 3, chân vào, chân 3 này. Được 3,2V, 3,3V các bạn. 3,3V. Đây ra giữa màn thì nó mới sáng. Đấy, được 3,3V. Đây, các bạn nhìn này. Đấy, tiếp tục này. Chân 2 này, chân này sẽ là chân điện áp ra các bạn. Đưa giữa màn là sáng. Đấy. Chân này của mình này, được 1V 7 này. Vậy chứng tỏ đây có ổn áp 1V 7 nha các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo. Mình có một con ổn áp nữa các bạn. Con ổn áp và hai con IC. Đấy. Trước tiên là con IC này. Bây giờ mình sẽ đo nguồn cấp nó này. Được 13V này các bạn. Ăn trực tiếp 13V luôn. Đấy, 13V cấp vào con tụ lọc này. Được 13V nhé. Đây để nắn ra bên nguồn này. Nắn qua cuộn dây này để lấy ra dao động để ra một nguồn ở đây. Đây là nguồn 5,1V các bạn. Đây là nguồn 5V. 5V nhé. Đây. Và tiếp theo nguồn 5V nó đi vào cái cầu chì này. À đâu đây là nguồn hộp kênh quên. Được nguồn hộp kênh. Mình đo được 3,3V. Đấy.
Kênh này của mình là ăn 3,3 V nhé các bạn nhé. Đây, nó qua cầu chì này các bạn. 3,3 này. Qua đây 3,3 này. Đấy. Tiếp theo. Đây của mình có 3 con tụ. Điện áp ở đây mình sẽ đo trên này xem là bao nhiêu V nhé. Được 1,1 V này các bạn. Đấy, 1,1 V nhé. Tiếp theo, đây có một con tụ nữa. Mình sẽ đo hai đầu của nó. Mình đo điện áp ở đây được 1,5 V này. Đấy, nếu mà các bạn đo điện áp đây mà mất 1,5 V, bạn phải kiểm tra lại nhé. Đây, tiếp tục này. Đây là mình có điện áp cấp cho IC tiếng các bạn. IC tiếng mình thì điện áp đây này. Được 13 V các bạn. 13 V. Đấy, IC tiếng của mình điện áp đo 13 V nhé. Vậy thì sau một hồi thì mình kiểm tra thì mình xác định này, cho nhỏ. Mình xác định này. Đây ổn áp 3,3 này. Đây là ổn áp 1,5 V này. Đây con này là ổn áp 1,1 V này. Con này ổn áp 5 V này. Đấy. Còn con này thì là ổn áp 1,7 V này. Và mình biết được là nguồn cấp cho hộp kênh con này là được 3,3 V. Đấy, cho to. Lên cho cao lên cao. Cao. Đấy, cho nhìn được toàn diện. Nguồn cấp cho hộp kênh được 3,3 V nha các bạn nhé. Con này hộp kênh ăn 3,3 V không phải ăn 5 V như các cái TV CRT nhé. Đây và các cái vị trí như thế này. Ở chỗ này của mình đo 1,5 V nuôi chip này. Đấy, và vị trí này thì đo được 1,1 V này. Đấy. Và nguồn cấp cho ban nen là 13 V nhé các bạn nhé. Đây nguồn cấp ban nen là đầu con tụ lọc này. Đấy, được 13 V. Đấy và đây con cầu chì này sẽ có 13 V này. Đây con cầu chì này sẽ là để lấy điện áp cho cấp cho ban nen. Đây là toàn bộ cái mức nguồn ở trên cái bo này nhé các bạn nhé. Đây là mình còn một cái mức ở đoạn này. Đoạn này cũng được 5,1 V nhé các bạn nhé. Đấy. Đây là toàn bộ cái mức nguồn của cái con TV này. Cảm ơn các bạn theo dõi nhé.